Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Huỳnh Thục Vy, sáng lập và điều phối viên của Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam từ năm 2014, tổ chức xã hội dân sự duy nhất ở Việt Nam được Forum Asia kết nạp làm thành viên vào năm 2016. Huỳnh Thục Vy còn là tác giả của cuốn sách Nhận định sự thật, tự do và nhân quyền do Việt Thức xuất bản năm 2015. Huỳnh Thục Vy vừa trở về từ trại giam Gia Trung ở Gia Lai vào ngày 1 tháng 6, sau 30 tháng tù giam với tội danh xúc phạm quốc kỳ vì xịt sơn vào cờ đỏ sao vàng. Thời gian về nhà chỉ hơn 1 tháng, nhưng trở ngại xảy ra xung quanh người phụ nữ trẻ diễn ra liên tục nhanh một cách khó lường. Khi SBS thu xếp để có cuộc trò chuyện với cô, nghe cô chia sẻ về quán cơm mà em trai cô, Huỳnh Trọng Hiếu mở ra chỉ 3 tháng trước khi cô về để giúp cô có công việc làm và phương tiện sinh sống nuôi con. Quán cơm còn là cầu nối cho các nhà hảo tâm để cô nấu cơm từ thiện 50 phần mỗi ngày giúp các bệnh nhân ở bệnh viện Buôn Hô, phần lớn là người sắc tộc. Tuy nhiên, vào hôm diễn ra cuộc trò chuyện thì điều đầu tiên cô cho biết là cô không thể tiếp tục phát cơm bệnh viện nữa. Quán cơm cũng mới đi vào hoạt động thôi, nên là gần đây Thục Vy có kêu gọi quý nhân giúp đỡ cho quán cơm ở chỗ là mỗi suất cơm 30.000 đồng để quán cơm nấu rồi trao đến tay người bệnh ở bệnh viện Buôn Hồ. Nhưng mà gần đây thì sau khoảng gần một tuần bệnh viện Buôn Hồ chấp nhận cho Thục Vy phát cơm ở cho bệnh nhân, thì không hiểu vì lý do gì mà đến ngày hôm nay là bệnh viện Buôn Hồ, ban giám đốc của bệnh viện Buôn Hồ đã cho ngừng, đã ra quyết định là ngừng lại cái việc phát cơm cho bệnh nhân của Thục Vy và Trọng Hiếu. Mặc dù vậy, cô cố gắng tỏ ra lạc quan khi nói rằng nếu không thể phát cơm từ thiện ở bệnh viện thì cô thu xếp phát ở chợ cho người cần. Thục Vy và Trọng Hiếu vẫn tiếp tục cái chương trình của mình bằng cách là phát cơm cho những người lang thang cơ nhỡ, những người đi bán vé số, những trẻ em lang thang ngoài đầu đường xó chợ ở gần khu vực xung quanh chợ thị xã Buôn Hồ. Có những người khác thì nếu mà người là cần sự giúp đỡ, không có đủ tiền mua cơm thì tụi em sẽ phát giống như kiểu quán cơm không đồng mà đã thực hiện những địa phương khác. Và em nghĩ ở Buôn Hồ rất là cần một quán cơm không đồng như vậy, mà chưa phải làm thì em nghĩ nếu mà em có đủ tiền lực thì em làm cái đó, cái quán cơm không đồng đó. Cô cũng bày tỏ mong muốn trong tương lai có thể mở quán cơm không đồng để giúp cho bất cứ ai khó khăn mà đói lòng đều có thể bước vào quán cô và có được một bữa ăn đàng hoàng. Vì theo cô, đối với đời sống Buôn Hô, việc thu xếp một bữa ăn hàng ngày cũng là điều khó khăn đối với rất nhiều người. Buôn Hô là một thị xã nghèo của tỉnh Đắk Lắk. Cái bệnh viện Buôn Hô là bệnh viện đa số phục vụ cho những người sắc tộc thiểu số, người ED. Bởi vậy Thục Vy với Trọng Hiếu mới nhắm đến cái nơi đó để mà phát cơm cho những người thiểu số chữa bệnh đó, thì Thục Vy phát cơm. Thế nhưng mà tới nay thì phát không được, nhưng mà Thục Vy nghĩ là người nghèo thì ở đâu cũng có đầy, đặc biệt là một cái thị xã nghèo như Buôn Hồ, thì Thục Vy vẫn tiếp tục cái chương trình của mình, dù là phát ở ba bệnh viện hay phát ngoài chợ. Đối với nhiều người, cái miếng ăn hàng ngày vẫn là một nỗ lực lớn, chứ không phải là chuyện tất nhiên phải có đâu. Cô nói rằng với một người bị trầm cảm nặng lâu năm như cô, nhìn thấy niềm vui và nụ cười của người nhận cơm là động lực để cô tiếp tục. Khi mà phát cơm á, thì làm cơm thì rất là cực, đóng hộp rồi chở đến bệnh viện cũng vất vả. Nhưng mà khi mà nhìn được như cái ánh mắt biết ơn và ánh mắt cảm động của những người mà mình trao cho phần cơm á, thì mình cảm thấy có động lực để sống tiếp. Em bị trầm cảm mà, nên em thực sự là đang cố gắng vùng vẫy để tìm cái ý nghĩa cho đời sống của mình. Và khi nhìn thấy những ánh mắt trẻ thơ hoặc ánh mắt những người nghèo khổ, họ ánh lên, họ vui mừng vì nhận được một phần cơm của mình, tự nhiên mình thấy mình có cái động lực để sống tiếp, thưa chị. Niềm hy vọng vào tương lai qua làm việc chăm chỉ để sống bằng cách chăm chút vào quán cơm và giúp đỡ người khác với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm vừa mới chớm lên, thì cô đã thông báo là cô phải ngưng nhận tiền từ các nhà hảo tâm cho việc nấu cơm từ thiện. Chưa hết, ngày 12 tháng 7, cô cho biết cơ quan xuất nhập cảnh tỉnh Đắk Lắk từ chối cấp hộ chiếu cho cô.
Và đây là cuộc trò chuyện lần thứ hai giữa SBS với Huỳnh Thục Vy. Trong cái cuộc trả lời cách đây chưa bao lâu, mới cách đây 5 ngày, cô rất là tràn đầy hy vọng về một cái tương lai sẽ mở một quán cơm không đồng ở Buôn Hô. Vì theo cô biết thì có rất là nhiều những người khó khăn cần có được cái sự giúp đỡ để kiếm được một bữa ăn hàng ngày là điều không dễ dàng đối với họ. Thế nhưng mà bây giờ thì cô vừa thông báo trên trang Facebook cá nhân của mình là cô không nhận cái sự giúp sức của những nhà hảo tâm nữa. Vì sao thưa cô? Dạ. Thưa chị Mai Hoa và thưa tất cả quý vị khán giả của SBS, Thục Vy sau khi trả lời chị Mai Hoa xong thì vào ngày 9 tháng 7 năm 2024, Thục Vy có lên làm việc với công an tỉnh Đắk Lắk, hẹn gặp là nhân viên của phòng quản lý xuất nhập cảnh công an Đắk Lắk hẹn. Nhưng mà khi lên làm việc thì lại lên làm việc với hai an ninh của tỉnh Đắk Lắk. Thì trong quá trình làm việc, việc thứ nhất họ nói với Thục Vy đó là Thục Vy vẫn còn đang ở trong diện tạm hoãn xuất cảnh, bởi vậy họ không cấp hộ chiếu cho Thục Vy. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là Thục Vy phải cam kết với họ là không viết bài, không trả lời phỏng vấn, không liên lạc với các giới chức ngoại giao phương Tây ở Việt Nam. Và cái thứ ba đó là chuyện quán cơm Thục Vy và Huỳnh Trọng Hiếu. Thục Vy họ nói kiểu như ám chỉ thôi, đó là cái việc mà làm từ thiện cũng là bị pháp luật Việt Nam điều chỉnh, và cái việc nhận tiền hỗ trợ của ân nhân để phục vụ quán cơm và phát cơm từ thiện thì cũng phải chịu cái sự giám sát của luật pháp Việt Nam, và em phải làm mọi việc cho cẩn thận, nếu không là mình sẽ vi phạm vào những quy định của luật pháp mà mình không biết. Thì họ nói như vậy thì em cảm thấy là đó là một lời đe dọa. Và em cảm thấy rất là bất an khi, trong khi mình mới ở tù ra, sức khỏe thể chất cũng như sức khỏe tinh thần mình chưa được ổn định. Mà bây giờ muốn duy trì quán cơm cầm cự qua khoảng thời gian khó khăn và cũng muốn giúp đỡ người nghèo. Đó là hai cái mục đích khi mà Thục Vy kêu gọi từ thiện cho quán cơm của Thục Vy. Thì Thục Vy cảm thấy cái việc duy trì tiếp tục cái việc phát cơm từ thiện là quá sức chịu đựng của Thục Vy. Tại vì Thục Vy phải chịu sức ép từ nhiều phía. Trước tiên là phía là làm bên an toàn vệ sinh thực phẩm, họ liên tục họ vô quán cơm để họ kiểm tra cái việc nấu cơm và phát cơm của mình có hợp vệ sinh không. Chuyện đó thì Thục Vy cũng cảm thấy bình thường, nhưng nó không bình thường ở Việt Nam ở chỗ là có nhiều quán cơm, nhiều chỗ buôn bán thực phẩm họ cả đời họ chưa bao giờ bị kiểm tra, nhưng nhân viên của cục vệ sinh an toàn thực phẩm họ chỉ làm việc trong những trường hợp đặc biệt và có cái sự mách nước trước của phía công an, phía an ninh tỉnh Đắk Lắk thì họ mới phải làm như vậy. Rồi lúc đầu thì phát cơm như em nói với chị, phát cơm ở bệnh viện thì họ cho, sau đó thì họ viện dẫn ra nhiều lý cớ là mình chưa có đăng ký hộ kinh doanh, rồi chưa có cái sự đồng ý của chính quyền cấp thị xã Buôn Hồ nên là họ không thể tiếp tục cho mình phát cơm ở bệnh viện nữa, trong khi lúc đầu họ đã cho mình phát rồi mà sau đó họ không cho mình phát nữa. Thì Thục Vy mới cảm thấy cái sức ép rất là lớn từ cái chỗ là Thục Vy không tin tưởng vào cái sự chắc chắn của luật pháp Việt Nam. Các quy định của luật pháp Việt Nam nó rất là mơ hồ chị ạ. Nó rất là mơ hồ. Bởi vậy nên là Thục Vy không thể tiếp tục thực hiện cái việc phát cơm từ thiện nữa, nên Thục Vy không dám kêu gọi ân nhân nữa. Xin ân nhân dừng lại tất cả mọi cái hoạt động gửi tiền. Em cũng muốn nói thêm về cái luật pháp về xuất nhập cảnh. Luật về xuất nhập cảnh của Việt Nam năm 2019 thì họ chỉ nói trong một điều khoản rất mơ hồ là những ai có liên quan đến an ninh quốc gia thì sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh và không được cấp hộ chiếu. Họ chỉ nói vậy thôi. Họ không đưa ra một cái lý do nào đó cụ thể hơn nên mình không thể nào mà có thể truy vấn họ thêm nữa chị ạ. Tại vì luật pháp của họ vốn họ đưa ra nó mơ hồ như vậy rồi thì không có cách gì mình có thể đối phó, mình có thể đấu lại họ được. Nên em chọn cách là rút lui. Tôi cũng mới gọi tới cho cái cơ quan xuất nhập cảnh của Đắk Lắk để hỏi thì họ nói rằng là họ chỉ trả lời trực tiếp khi mà có người tới gặp và có lấy hẹn, cho họ không có trả lời qua điện thoại. Thưa, tôi là Mai Phạm từ đài SBS Việt ngữ Úc Châu. Tôi muốn hỏi thăm về trường hợp Huỳnh Thục Vy là cư dân ở Buôn Hô, Đắk Lắk, vừa nhận được thông tin từ cơ quan xuất nhập cảnh của Đắk Lắk là từ chối cấp hộ chiếu cho cô Huỳnh Thục Vy. Tôi muốn hỏi lý do của cái việc đó.
không, cái này là phải lên trực tiếp trên này làm việc hoặc hỏi hay làm gì thì phải có lên trên trực tiếp cơ quan làm việc chỉ nghe. Gọi điện thoại sao trả lời được, mà cái người làm, người trả lời ấy là phải có người trực tiếp làm cái việc đó, còn tôi là chỉ trực điện thoại thôi. Thưa anh, có thể chuyển cái điện thoại cho cái người mà phụ trách về vấn đề này để tôi có thể hỏi không ạ? Không được, đã nói là chị có hỏi thì chị lên trên này trực tiếp chị hỏi. Nhưng mà cái lý do mà không trả lời được là vì sao thưa anh? Tôi đâu có thủ lý cái hồ sơ đấy đâu chị. Có người khác xử lý chị ạ. Nếu vậy thì anh có thể chuyển điện thoại cho tôi có thể nói trực tiếp với đâu, cái người. Đâu có được. Người ta chỉ có nói là bây giờ nếu mà có ai có liên quan đến công dân Việt Nam mà nó có liên quan đến các nội dung về xuất nhập cảnh á, thì phải lên trực tiếp. Lên trực tiếp bên này thì có người ta phân công cái người thụ lý hồ sơ á, người ta mới làm việc với mình. À, anh có thể chị chuyển nha. Cho tôi nói chuyện với cái người mà ra cái lệnh rằng là nếu không mà bất có cứ... ở đây, làm sao có ở đây được. Phải lên trên này thì người ta có xếp lịch chứ làm sao mà tôi chuyển được. Dạ vâng. Thì điều này cũng đã được trên đài Á Châu Tự Do xác nhận. Và tôi cũng đã vào trong bộ luật xuất nhập cảnh của luật pháp Việt Nam và cũng thấy rằng là điều 5 cho những cái trường hợp mà không cấp giấy xuất nhập cảnh á, thì họ có nói chỉ có 3 điều. Cái thứ nhất á, là những cái người bị xử phạt vi phạm hành chính trong các khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 của điều 4. Thì cái điều 4 á, những cái trường hợp mà vi phạm hành chính có chẳng hạn như là cung cấp thông tin sai sự thật, là làm giả giấy tờ, cho mượn bán, hủy hoại, sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh để làm trái pháp luật, lợi dụng luật xuất nhập cảnh để mà vi phạm an ninh quốc gia, rồi hoặc là xuất nhập cảnh trái phép, hoặc là cản trở, chống người thi hành công vụ, thì chính vì vậy mới không cấp cái hộ chiếu. Thì những cái này thì thuộc vì không có nằm trong cái trường hợp đó, bởi vì cô vừa mới ra tù và đã ra sớm 3 tháng. Và trong đó họ cũng có nói rằng là không có cấp hoặc là cấm xuất nhập cảnh đối với những cái người được ra tù sớm, được ra sớm và có điều kiện. Và đối với trường hợp mà thẩm quyền để mà ngăn không cho xuất nhập cảnh hoặc là cấp giấy hộ chiếu ấy, thì chỉ với những cái người mà đã ký cho cô được ra về sớm mới có quyền hạn đó. Thì không biết rằng là trong cái cuộc làm việc với lại cơ quan xuất nhập cảnh Đắk Lắk họ có nói gì về vấn đề này không? Dạ, thưa chị, đó là chị đang nói về trường hợp tạm tha tù trước thời hạn. Thì mới làm chuyện đó, còn em thì không, em không nằm trong diện tạm tha tù trước thời hạn thưa chị. Tức là cái việc mà cô ra sớm 3 tháng là không nằm trong cái trường là hợp đó? Là do, dạ đúng rồi, không nằm trong trường hợp đó, là em được giảm án. Em vô tù, em đi lao động thì em được giảm án, chứ không phải là em được tạm tha tù trước thời hạn, nên không nằm trong trường hợp đó thưa chị. Vào lúc mà cô về đó, gần như là chỉ có được một cái báo là Vietnamese của Luật Khoa Tạp Chí đăng bằng tiếng Anh để thông báo về cái việc cô được về trước thời hạn do cái lao động tốt ở trong tù. Trên cái trang báo đó họ cũng nói rằng là cô cũng cho biết rằng là sau cuộc trả lời với Vietnamese là cô sẽ không trả lời với bất kỳ đài báo nước ngoài nào. Ngay cả khi mà SBS Mai Hoa tiếp xúc với cô cũng nói rằng là nếu mà hỏi về quán cơm, hỏi về việc nấu cơm từ thiện thì cô có thể trả lời, còn ngoài ra cô sẽ không trả lời về vấn đề gì nữa hết. Và Mai Hoa cũng có theo dõi rằng cô cũng không có trả lời báo đài nước ngoài nào để có thể cơ quan chức năng của chính quyền Việt Nam vinh vào đó nói rằng là cô không được trả lời các báo đài nước ngoài để có thể làm khó cái việc mà cấp hộ chiếu cho cô. Thì như vậy là như thế nào thưa cô? Dạ, thưa chị, thì họ nói là muốn họ cấp hộ chiếu thì cần phải có một thời gian thử thách, nghĩa là phải 1-2 năm trở lên. Sau khi họ nói hôm trước họ có nhắc đến chuyện là xóa án tích, thì 2 năm sau em mới được xóa án tích. Thì sau thời gian mình được xóa án tích thì họ mới cứu xét đến chuyện là họ cấp hộ chiếu cho mình, họ nói vậy. Và em cảm thấy là cái việc họ cấp hộ chiếu cho mình là một cái hy vọng quá mong manh. Bởi vậy họ đã không có thiện chí giúp đỡ em cho trong việc để em có được hộ chiếu và để em phát cơm từ thiện, để em làm được những việc mà em muốn làm, thì em không có lý do gì để bày tỏ thiện chí với những người mà vốn họ đã không giữ lời hứa với mình. Nên em nghĩ là lúc trước em muốn giữ lời hứa là em sẽ không trả lời phỏng vấn báo đài, sẽ không gặp người này người kia. Nhưng mà bây giờ thì em cảm thấy em càng nhân nhượng họ càng o ép. Bởi vậy em không có cách gì khác, em phải lên tiếng cho trường hợp bị o ép của mình. Chứ nếu không, cộng đồng sẽ không ai biết em đang bị
bị đàn áp, bị chèn ép, thì điều đó nó càng bất lợi cho em hơn. Nên em muốn thông qua cuộc phỏng vấn này với SBS truyền đạt lại tình trạng hiện tại của em là như vậy, thưa chị. Với những cái điều mà xảy ra như vậy thì với cái quán cơm mới mở ra để tìm cái mưu kế sinh nhai và nuôi con, thì cô dự tính gì cho tương lai khi mà cô không thể tiếp tục nhận làm cầu nối cho những cái nhà hảo tâm để nấu cơm từ thiện nữa? Dạ thưa chị, hiện tại trong những ngày gần đây, trong một tuần trở lại đây, em bị stress nghiêm trọng, em bị trầm cảm nữa, vốn em đã bị trầm cảm rồi. Tại vì em không tìm được một cái lối thoát nào cho tương lai của mình, và em không biết là mình tiếp theo mình phải làm gì. Em chỉ tạm nghỉ một thời gian ở nhà với con, dạy cho con học rồi linh tinh thôi, chứ em chưa biết mình sẽ làm gì tiếp tục, thưa chị. Vừa rồi là Huỳnh Thục Vy. Huỳnh Thục Vy và cha cô, cựu tù nhân lương tâm, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, năm 2012 đồng nhận giải Helmut Hammett của tổ chức Human Rights Watch, ghi nhận lòng dũng cảm và kiên định trước sức đàn áp chính trị của cả hai cha con. Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.